Hello, xin chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử văn chắc của mình ha. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video ha, chia sẻ cho anh em ha, chia sẻ cho anh em một số cái kinh nghiệm ha mà tôi tìm được ha trong quá trình sửa chữa mạch. Thì để cho anh em có một cái vốn kiến thức để chúng ta sửa chữa được nhanh hơn ha. Thì ở đây là một cái mạch lo kéo ha. Thì anh em nào mà là theo dõi cái kênh của tôi á thì cũng không có xa lạ gì với cái mạch lo kéo này cả ha. Nhưng mà hôm nay là chia sẻ ở cái phần mạch lo kéo này ha, là tôi sẽ chia sẻ hai phần. Tôi sẽ chia sẻ hai phần mà nó quan trọng ha. Thì cái phần thứ nhất là về cái nguồn ha. Thì cái nguồn là nó sẽ đối với những cái mạch ha. Thường thường mình thấy á thì cái mạch 14.5 nhân 31.5 như thế này ha, thì nó sẽ có là nói chung là nó có nhiều cái mẫu ha, tầm 2 3 4 mẫu gì đó. Nhưng mà hầu như là nó đều chạy là con 5630, 5630B hay cái con 4 hàng chân như thế này nè. Đây, 4 hàng chân lắp ở phía đây ha, là con công suất em sẽ cho ra là hai kênh. Đấy thì anh em thấy bốn cái cuộn cảm nè là sẽ là hai kênh. Rồi thì anh em sẽ thấy một cái dạng là như thế này. Thì anh em sẽ thấy là nó có một cái cuộn nè, có một cái cuộn cảm ngay phần nguồn này ha. Cuộn nhỏ nhỏ thôi, cuộn nhỏ thôi ha. Thì cái dạng này là nó nâng áp hay nó nâng áp trực tiếp thông qua một cái con IC dao động ha, và nó sẽ nâng áp lên ha bằng cái cuộn cảm này và một con MOSFET ha anh em, một con thôi. Còn một cái dạng mà kiểu như thế này, anh em sẽ thấy là có cái áp chính giữa nó hơi to to nè ha, quấn nhiều đường ha. Thì cái này là nó chạy là đấu xứng, này là nó chạy đấu xứng ha. Thì nó một với là một con MOSFET thì thường thường là hai con hoặc là bốn con ha. Thì nó chạy kiểu này. Thì còn cái đầu đầu ra là cái nguồn đơn hoặc nguồn đôi, thì thường thường nó sẽ cho ra là bốn sợi anh em, bốn sợi hai là hai cuộn đó, rồi nói chung một cái điểm giữa là cái điểm 0V ha. Rồi còn điểm còn lại thì bây giờ đây thì anh em sẽ thấy là bốn sợi này ha, thì sẽ có hai, nó nói chung là thành cái cuộn đối xứng ha. Rồi thì ở đây cuộn đối xứng này sẽ được con diode nắn ra, là nó chỉ nắn ra điện nguồn đơn thôi ha anh em, nắn ra điện nguồn đơn mà hai bên ha. Thì cái này anh em cứ tưởng tượng giống như là cái viên pin, giống như cái viên pin ha anh em, mà chúng ta có hai viên chúng ta mắc song song lại. Ví dụ như viên pin này có hai viên mắc song song lại, thì cái này cũng thế nè, nó hai vế ha, đây với đây là một vế, đây với đây là một vế, thì giống như được mắc song song lại cho cái công suất của cái nguồn, cho cái dòng nó được tăng lên thôi ha. Thì đối với dạng trực tiếp này thì cái nó ít có bị hư hơn ha, và cái khả năng sửa chữa được thì rất là cao ha, nó dễ sửa ha. Thì cái video hôm trước thì cũng có chỉ lựa nguồn, phục hồi lại phần nguồn ha, phục hồi lại cái phần để cấp cho cái mạch chỉnh ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em hai vấn đề. Một vấn đề đầu tiên ha, là tại sao tại sao mà cái nguồn này nó lại bị chết cái con IC này công suất ha, nguyên nhân là do đâu ha. Mà anh em nắm được cái nguyên nhân thì anh em muốn thay IC thì mới có động lực mới dám thay. Còn anh em mà không biết nguyên nhân ha, anh em thay IC mới vào nó sẽ chết nữa,
Một con IC này là không hề rẻ, nó nếu anh em mua trên Shopee thì nó tầm 340 đến 350 ngàn ha. Nếu mà anh em chết một con là anh em thấy là gầu rồi nha. Trong khi cái mạch này thì tầm giá là 1,5 triệu thôi nha, tầm cái giá đó hoặc là rẻ hơn. Thì đầu tiên là anh em sẽ xem cái phần công sức ha, là nguyên nhân nó chết cái con này ha, nó chập chân và nó nổ nè, cháy đây anh em thấy cháy đường mạch luôn ha. Thì cái nguyên nhân là ở đây anh em sẽ thấy là những cái con nè, những cái con điện trở 3 ôm 3 nó để 3G3 nè, đây một con ha, rồi đây một con, đây một con, ba g ba rồi là ba con ha. Ở đây thêm hai con nữa, thêm hai con ở phía bên này nữa ha. Này thì anh em sẽ thấy là để trên cái thân nó luôn đó là ba ba g ba ha. Đây thì nó hơi hơi mờ, nó hơi khó thấy, thì tôi sẽ kiếm cái con nào hơi to to tôi sẽ phóng lên cho anh em xem ha. Đây 3G3 ha. Thì cái con này á là 3G3 là 3 ôm 3 ha, 3 là 3 phất 3 ôm đó. Nhưng mà do một lý do nào đó là nó sẽ bị tăng chỉ số. Nó bị tăng chỉ số ha anh em. Thì anh em thì nó dẫn đến là chết, nó dẫn đến là chập chập chết cái con IC đó ha. Thì đây tôi đo cho anh em xem nè, đây con 3G3 ở chỗ này ha, thì đang ở chế độ đo ohm, đấy anh em sẽ thấy là nó hàng ký lô ohm ha anh em. Đây đó. Anh em sẽ thấy được cái chữ ký lô ohm ở phía trên đó. Thì anh em thấy nó chỉ có 3 ôm 3 thôi, hầu như là nó gần thông, hầu như là nó ba, nếu mà 3 ôm 3 là hầu như nó gần thông mạch luôn á. Anh em đo cái thang đo kêu là nó kêu luôn á anh hai anh em. Nhưng mà ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ bị tăng chỉ số nè, đây anh em sẽ thấy nè, nó nhảy này ghê, là còn bị ảnh hưởng bởi tụ điện ha anh em, nó bị ảnh hưởng bởi tụ điện nữa, cho nên là nó sẽ có nhảy 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 gì. Nhưng mà nó nằm ở hàng ký lô ohm là nó đã bị tăng trị rồi, tại vì nó chỉ có ba phớt ba ohm thôi ha. Đây anh em thấy cái con này nó nằm nằm ở hàng mê cái ohm luôn, chứ mà ohm ở ngay đây nè ha. Rồi thêm một con nữa, đây này này nó 40 kg ha, thì nó cũng tăng quá trời nhiều ha. Đây ở đây con này nó cũng nằm ở hạng mê nè ha. Hầu như là trong cái mạch công sức, trong cái phần của cái phần cụm công sức này ha, là không có con nào nó nằm ở điện trở là mê cái ôm hết anh em ha. Nhưng mà nó chập cháy á, là do nguyên nhân là do cái con đó ha, do cái con 33 đó ha. Mà con 33 đó bị như thế là nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do đâu? Là nguyên nhân do cái phần hạ áp. Nguyên nhân do cái phần hạ áp ha. Đây có con IC hạ áp mà nó bị chập, mình đã tháo ra rồi ha. Thì nó hạ từ 40, hạ từ nguồn 40 nè xuống nguồn 12V ha, để cấp cho cái phần mạch chỉnh rồi Bluetooth rồi phần phần ghề rồi phần mạch mic ha. Thì nó hạ áp 12 xuống là nhờ cái con ở đây ha. Mình cũng xóa số luôn rồi, thì mình chưa có dò cái chân con này ha anh em, thì nó bị xóa số luôn rồi, thì nó bị hư cái phần hạ áp này, là khả năng nó hư phần công suất này rất là cao ha. Thì nó có liên quan, tại vì phần hạ áp này một phần nó cấp nguồn về phía mấy cái phần của con công suất này nữa ha. Rồi cho nên là anh em mà kỹ là anh em phải kiểm tra để anh em đóng IC vào lại chết nữa ha. Còn một cái nữa là cái này là nó ngủ đôi, ủa xin lỗi anh em, hai nó là hai kênh, nó ra hai kênh, cho nên mà cái vấn đề mà đổ cái mạch công suất vào á, thì nó đổ cái mạch công suất khác á, thì nó cũng tốn cái chi phí khá lớn nha. Chi phí để mình đổ công suất khác thì con IC này á, thì nó 300 mấy, ví dụ như anh em mua cái một cái bon sức rồi
sử dụng con IC này thì nó sẽ tầm 500 ngàn, tại vì con IC là 300 mấy, còn tiền mạch tiền đồ nữa thì nó cỡ giá 500 ha. Rồi còn là đây là sẽ chia mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm lại cho anh em ha anh em, để anh em có một cái vốn kiến thức để anh em làm nó không có bị tốn kém ha. Rồi còn một cái phần thứ hai mà mình muốn chia sẻ là cái phần nguồn boost của nó ha, cái nguồn năng từ 12V ắc quy lên á, thì cái này thì anh em nào xem video mình cũng đã biết rồi, thì cái này nó nâng từ 12V ắc quy lên 40V đơn ha, lên 40V thì cái này anh em sẽ mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Thì hôm trước là anh em nào mà không có xem á thì xem lại ha, mình cũng có hướng dẫn cái mạch này là hàng một cái nối tắt hai cái chân của con capacitor chỗ này ha, để ra cái lệnh mở cho cái mạch nâng áp này nó chạy ha. Rồi thì hôm nay là sẽ về phần nguồn này là có hai vấn đề ha anh em. Một vấn đề là cái con IC dao động nè, là cái con IC này nó được bôi số, con IC này nó đã bị bôi số ha anh em. Nhưng mà theo mình dò được á là cái chân hai là cái chân hồi tiếp, thì có khả năng ha, mình chỉ dò tới mới dò có chân hồi tiếp thôi là mình đã độ lại rồi, mình không có dò thêm nữa. Nhưng mà có khả năng là con IC họ 38 3842 3843 3844 3845 thì những cái con nó đều hình như là đều thay được cho nhau hết anh em ha. Thì cái con dao động boost áp thường thường người ta sẽ sử dụng cái con đó ha. Thì ở đây là cái chân số 2 là chân hồi tiếp, thì bây giờ anh em mà muốn độ lại ha, mà để rẻ tiền hơn thì ở đây tôi độ lại là cái mạch này nè, 3116D2 cho ra hai kênh, cho ra hai kênh ha. Mà cái mạch này nó nguồn nó hoạt động tối đa chỉ là 26V thôi, nhưng mà khuyến cáo là nên cấp 24V ha, thì cái nhà sản xuất đấy. Thì anh em cấp 12V của ắc quy vào trực tiếp thì nó vẫn chạy anh em, nhưng mà cái công suất nó rất là bé, thay vì anh em cấp 24V thì công suất nó sẽ lên được gấp đôi so với 12V ha, đó là điều hiển nhiên. Thì anh em sẽ thấy là ở phía trong đây, để mình kiếm cái gì đó để mình chỉ cho nó dễ ha. Rồi nè, anh em sẽ thấy là ở phía trong này nè, đây ngay chân cái cuộn cảm luôn, ngay chân cái cuộn cảm ha, nó có đắp một cái lớp keo nè, nó có đắp một cái lớp keo ha. Thì tôi đã cạo cái lớp keo này ra rồi, thì anh em sẽ thấy nè, đây là nó sẽ có một cái con tụ mà tôi đang hàn cái con điện trở nó song song nó chồng lên đó anh em. Đấy rồi cái chân kế tiếp, cái chỗ kế tiếp nè nè là tôi tháo, tôi để trống nha. Chỗ kế tiếp này là cái con điện trở 333, có nghĩa là điện trở 33 kg ha. Thì anh em sẽ cái nguồn này nó ra 40, anh em sẽ thay cái con nè, anh em hở cái con 333 này ra bỏ ha, anh em thay lại cho mình cái con điện trở này nè. Con điện trở này là cái con điện trở 18 kg, 18 kg ha. Thì cái ngõ ra nó sẽ được 24V, ngõ ra sẽ được 24V hay 24V5 thì là ok. Anh em thay đúng cho mình cái con này là 18 kg là ra đúng 24V5 ha. Anh em sẽ thấy là mình hàn cái con điện trở nè, mình hàn song song với cái con tụ ha. Vì cái con điện trở 333 đó, con 33 kg đó, nó cũng là song song với con tụ ha anh em. Cho nên là tại sao mình không hàn ở phía ngoài để thay thế cho cái con này, hàng phía ngoài đó vẫn được anh em ha, nhưng mà mình hàng ngay chân cái chân của con tụ đó, để nó có một cái con tụ đó là một cái linh kiện để nó bám chắc mạch hơn ha, là nó không bị chốc mạch lọt mạch ha khi mà chúng ta lỡ bị tác động vào. Thì đó là nguyên nhân ha, hàng song song với con tụ, con điện trở 18 kg ha, là cái ngõ ra nó sẽ đúng 24V 5 luôn,
là anh em cấp cho cái mạch công suất này, mạch cấp cho mạch 3116D2 này là vô tư ha. Thì không có nói nhiều liên thiên nữa, thì ở đây mình sẽ cắm cái dây ắc quy vào, cắm dây ắc quy vào ha, và đo thử cho anh em xem. Thì anh em nào mà có làm rồi thì cũng cũng biết cái mạch này ha, nó ra 40, cho nên là mình không có, mình đã làm rồi ha, mình đã làm rồi và thành công nên mình mới chia sẻ cho anh em thôi ha, chứ không có quay lại cái quá trình mà mình làm, thì chỉ tháo con điện trở nó ra và thay lại cái con điện trở như thế thôi, nên là không có quay cái quá trình nó rất là lu bu gồm ra ha. Rồi thì đây tôi sẽ đo nguồn cho anh em xem. Đây thì anh em sẽ thấy là mấy cái chân là nguyên một cái hàng tụ ha. Đây thì tôi sẽ bật nguồn lên nè. Rồi ha. Giờ tôi đo. Đây đây. Đây anh em sẽ thấy 24.9 ha. 24.9. Thì sau khi anh em cấp qua cái mạch này, cấp qua cái mạch 316D2 này thì nó sẽ qua một cái con diod nữa nè. Thì nó sẽ giảm xuống nữa, nó sẽ giảm xuống 0.7V ha. Thì 24.9 thì nó còn đây coi cầm 24.5, 24.4 ha. Rồi thì là nó phù hợp cấp cái mạch đó đó luôn ha. Đây. 24.9 ha. Rồi, đây anh em sẽ thấy là cái dây này là dây 12V này. Đây mình đo cho anh em xem. Đấy, 12V 29 ha. Rồi. Thì như thế là anh em phải tận dụng được cái nguồn ha. Và đổ cái mạch này vào, cái mạch này thì sao? Ưu điểm là nó cũng cái công suất nó cũng được được ha, nhưng mà vì nó rẻ, nó tầm 100 mấy chục ngàn thôi ha, nên là anh em mua về đổ ha. Anh em mua về đổ rồi nó nếu mà thường thường á, là ví dụ như cái mạch này mà gắp cho full đơn á, thì không cần. Em đổ mà mặt sức nào cũng được hết ha, nó cũng dễ lắm. Nhưng mà full đơn thì cũng nên đổ cái 3116 đó luôn ha. Full đơn mà tầm con 51 á, hoặc là con nhỏ hơn thì càng tốt ha. Thì độ mặt 3116D2 đó là ok ha. Còn nếu mà full đôi thì anh em rất là khó độ và phối cái mặt công suất ha. Không phải là khó, mà mặt công suất mà class D mà để mà đánh được cái full đôi thì nó cũng rất là mắc tiền ha. Cho nên là cái này mình thấy là nó có sẵn trên thị trường mà nó rẻ nữa, mà nó lại là ra hai kênh ha, nên cho nên là mình mới suy nghĩ là mình hạ cái nguồn này xuống, hạ cái nguồn này xuống để cấp cho cái mạch này nó hoạt động ha. Còn một cái phần nữa là mình đã khôi phục những cái chân nào đứt là mình đã khôi phục, mình đã hàn dây đều hết nè ha. Đây anh em sẽ thấy là đấu dây nè ha, những cái chỗ này là những cái chỗ mà cái người thợ lúc trước người ta làm nó hút ra nó bị đứt ha. Đây anh em thấy là tôi đấu dây lại rất là nhiều ha. Đây ha, thì nó đã hoạt động ok rồi, cả phần mạch chỉnh và cả phần nguồn nó hoạt động theo ý muốn của mình rồi ha. Nhưng mà nó có một cái trường hợp là nó bị nhiễu ha, nhiễu là do cái phần chỉnh và do phần nguồn nó như thế nào đó thì mình chưa có tìm ra được cái nguyên nhân ha. Thì hôm nay là chỉ hướng dẫn cho anh em là hai cái cơ bản thôi ha. Thì giống như hôm nay là anh em, xin lỗi anh em, thì giống như là anh em hôm nay anh em học được ba thứ từ cái video này ha. Một là tại sao nguyên nhân do đâu mà cái con IC công suất này nó chết. Hai là anh em độ lại được cái phần nguồn này ha, tăng giảm tùy theo ý muốn. Anh em muốn tăng lên nữa, anh em muốn tăng lên nữa thì anh em thay con điện trở này tăng lên ha. Từ 33 kg mà mình sụt xuống còn 18 kg thì nó 33 kg là nó tầm 45V thì phải 45V thì phải 42, 45 thì mình không nhớ rõ ha. Thì tôi thay cái này là cái làm thí nghiệm trực tiếp trên mạch, thì tôi thay lại cái đó 18 kg thì nó được 24.9V mới đo cho anh em xem đó ha. Là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là biết được là cái con IC này là nó bị bôi số, là khả năng là cái con họ 38 3 3842, 3843 hoặc là 3845 ha. Là anh em sẽ học được ba cái từ cái video này ha anh em.
Thì mong rằng là anh em sẽ gặp được cái mạch này mà không phải là cái bệnh mà chết cái phần công sức như như thế này ha. Còn mạch còn công sức còn hoạt động ok, có nghĩa là nguồn nó chạy tốt thì chúng ta sửa rất là dễ ha. Còn ở những thì giờ nó ít tốn kém nữa, còn chết công sức này thì anh em biết làm thì làm lại thì nó sẽ rẻ hơn là hoặc là chúng ta mua 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 mới luôn để nó chất lượng, hay còn anh em đem ra những cái tiệm mà không có uy tín ha thì những cái này làm chúng ta sẽ bị mất tiền thêm thôi ha. Thì vì nguyên nhân đó mà tôi đã chia sẻ cặn kẽ về cái mạch này ha, và tôi cũng đã nghiên cứu rồi dò mạch rồi tìm hiểu các thứ ha để cho nâng cái kiến thức của mình lên ha, để cái thứ nhất là để có cái video để chia sẻ cho anh em, cái thứ hai nữa là mình cũng tìm ra được ha, mình cũng tìm ra được ừ nó vậy vậy đó, thì sau này mình sẽ gặp lại những cái mạch này thì mình sửa rất là nhanh ha anh em, rất là nhanh và chuẩn xác, không cần phải đo đạc rồi kiểm tra rồi phân tích nữa, vì mình đã có kiểm tra mình phân tích mạch mình dò từ trước rồi ha. Thì trên cái mạch này là tôi còn khai thác là cái phần làm sao để đấu cái công sức vào đây lấy cái mặt chỉnh này chỉnh ha mà nó không bị nhiễu ha. Ở đây thì nó hiện tại nó đang bị nhiễu ha, nó là rất là ù ha, nó ù ha. Vì là cái này là tôi không biết nó có đụng chạm gì không mà tôi sử dụng cái nguồn là cái nguồn của adapter, cái nguồn riêng để cấp cho phần rề ha, chỉnh này thôi ha. Rứt cái Bluetooth ra luôn, không có sử dụng tới cái Bluetooth. Nhưng mà nó vẫn bị ù ha. Nó ù thôi, nó ù xì. Ha, nó không có cái âm thanh nó không được trong, nhưng mà khi tôi test đó là bass chép echo đồ ha, echo delay đồ là còn hoạt động rất là ok luôn, nhưng mà chưa biết cái nguyên nhân của nó là gì ha, nếu mà tôi tìm được thì tôi sẽ làm video hướng dẫn tiếp cho anh em ha. Thì mong là anh em sẽ ủng hộ cái kênh của tôi ha. Thì cái kênh của tôi là mới có phát triển cũng một năm trở lại đây ha, thì làm chia sẻ những cái cho anh em ha, để anh em biết được rồi anh em làm theo ha, để tránh tránh phải trả cái chi phí nó hơi đắt ha, và để tôi có một cái cơ sở mà anh em có thể là gửi mặt cho tôi những cái mặt nào mà khó ha, những mặt nào mà nó hư ha mà khó sửa để anh em có thể gửi cho tôi ha. Còn một số anh em là kết bạn Zalo ha thì tôi vẫn đồng ý ha, nhưng mà có một số anh em là kết bạn rồi xong rồi hỏi những cái mà nó linh tinh lắm, hỏi những cái mà nó linh tinh ha, giống như là nhưng mà tại vì mình không có thời gian ha anh em, nên là anh em nếu mà giống như mình thì gặp những cái trường hợp nó cũng rất là bực bội ha. Thì mong là anh em nếu mà đam mê điện tử thì anh em phải cố gắng tìm hiểu ha. Hiện tại thì không có chỉ riêng cái kênh của tôi mà rất là nhiều kênh trên YouTube có rất là nhiều ha, rất là nhiều anh em thợ chia sẻ rồi này kia ha. Thì đương nhiên là người ta chia sẻ là người ta hầu như là người ta chia sẻ là đúng ok đó, nhưng mà có thể là không có ngay cái vấn đề của mình cần thôi. Nhưng mà anh em đã là anh em thợ mà chia sẻ thì mình nghĩ là chia sẻ đúng như, ha. Còn những cái mà cao siêu á, là người ta có thể là người ta không có chia sẻ thôi, để ta giấu lại để ta kiếm cơm thôi ha. Còn đây mình cái hướng của mình là nó khác, cái hướng của mình là mình đi tới cái vấn đề là anh em nhìn mình làm video ha, anh em nhìn là biết được chút đỉnh ha, rồi anh em có thể xác định ừ là cái mạch của tôi hư như thế như như thế ha, để anh em xác định được giá cả ha. Rồi anh em có thể thì một phần là cũng cho lợi ích của tôi luôn, là anh em có thể gửi mạch cho tôi sửa ha, thì cái đó thì tôi sẽ tăng thêm thu nhập cho tôi ha. Còn còn tôi thì khuyến cáo nè, khuyến cáo anh em ha, nếu mà những cái chỗ anh em ở của anh em á, mà gần những cái chỗ mà sửa uy tín á, thì nên đem lại những cái chỗ mà gần ha, để tại vì mạch điện tử
thì sữa thì có lúc rồi sữa, lúc sữa nó đã chạy ha, thì thí dụ như bây giờ anh em hư cái Bluetooth rồi ha, thí dụ ha, hư Bluetooth thì làm gì, cái Bluetooth này không có sửa được cũng khó lắm. Thì thay cái Bluetooth mới, thay cái Bluetooth mới thì mua từ bên ngoài, mua từ tiệm, mua từ hãng vậy ha, thì thay vào ha, thì biết đâu là nó bị xui, nó lỗi, nó bị chết nữa ha. Rồi thì cái đồ điện tử nó hay vậy ha, chứ không phải mà ví dụ thay vô rồi thì nó chạy được bình thường, có thể thay vô rồi là nó bị lỗi nữa ha. Cho nên là khuyến cáo anh em sửa những cái chỗ gần ha, còn cái những cái chỗ gần nhà của anh em ha mà không có xử lý được hay hoặc là những cái tay đó mà nói chung là anh em không dự ý thì anh em hãy gửi tới mình ha, khuyến cáo anh em nên sửa gần nhà ha, để có chế độ bảo hành bảo trì được tốt nhất ha. Còn gửi cho mình nó là tại vì cái quãng đường xa ha, thí dụ như anh em nào mà biết được chút ít về điện tử thì thí dụ như về bị cái lỗi nhẹ ha, thí dụ như bị về lỡ nó sức cái mối điện mối hàng rồi ha, anh em hàng lại được, tại vì trong quá trình vận chuyển là nó còn cái phát sinh nữa ha. Cho nên là anh em mà có được chút ít, biết được chút ít đó, thì có thể gửi về mà do quá trình vận chuyển nó bị lỗi gì đó nhẹ gì đó, thí dụ như sức cái bết thì ra gì đi chẳng hạn, anh em biết anh em về cắm lại cái là xong, hay còn anh em không biết thì có khi là lay quay ha, rồi lại suy nghĩ là mất tiền mà gửi sửa mà không được gì hết ha, thì có khi vậy ha. Thì cái mạch này là lúc lúc trước là mình cũng có nhận sữa ha, nhận nhận sữa rồi gửi về ha, rồi thì anh ta lại đem ra thợ cho họ đổ lại cái gì đó ha, rồi xong nó bị cháy, nó bị cháy hư cái phần hạ áp này ha, rồi cháy luôn phần công suất này ha, rồi mới điện rồi mới nhắn tin cho mình là giống như là mình là cái người sửa, mà mặc dù về anh ta nói về hát được vài bài thì giống như anh về anh hát được là có nghĩa là mạch tôi đã sửa đã chạy ok rồi ha. Còn cái vấn đề anh đem ra thợ làm tắc lèn đây, anh em sẽ thấy nè, những cái đường mạch mà bây giờ nó chóc nó hư rồi, tôi phải mất ngồi tôi dò rồi tôi đi là những cái đường dây như thế này ha, để tôi phục hồi lại ha. Thì cái này sẵn cái này tôi mua lại luôn anh em, để mất công này tôi mua lại, thì anh em theo dõi kênh thì mới biết à, tôi mua lại cái mạch này là 500 ngàn ha. Thì tôi làm cũng 4 năm cái video rồi, 4 năm cái video rồi về cái mạch này ha, thì tôi dò đi dò lại coi cái nguyên nhân nó do đâu ha, rồi để mà anh em có một cái hướng xử lý rồi ha. Thì hôm nay là cũng tại vì ở đây là mình hiện tại chỗ của mình là trời đang mưa ha, trời đang nó vô giống như là vô bão, nó mưa liên tục, mình không có đi nhận đồ sửa được ha, mình không có, với lại trời mưa ha, đồ điện tử cũng không có, mình không có chở được ha, cho nên là cũng hơi rảnh rảnh nên là lôi cái mạch này ra rồi lại nghiên cứu xong chia sẻ lại cho anh em nữa ha. Thì mong là anh em ủng hộ kênh mình rồi, thì video rất là dài rồi thì hơi xin chào anh em ha.